tuyển bỏ cỡ khoảng 2 phần rồi. À, mấy năm rồi. Tức là anh nói là xài si nó ra nó ra giờ mình mới tiễn là cứ nhánh để trái, nhánh để trái vô nó có khi là ra một chùm hai trái ba trái luôn. Sao không để? À, để cho nó si nó không không hiệu quả. Trái nó không to. À, nó không to. Nó bổ sung trái này ha. Không, không phải. Tại vì cái hồi đó rễ nó suy. Nếu mà em bổ sung mà đường ruột em không hấp thụ hết thì cũng thải thành phân. Thì rễ em không có em bổ sung nhiều nhưng mà lứa hai thì được. Nhưng theo anh là như vậy là cũng là đạt đúng không? Thì nói chung là giờ cái bước đầu tiên là nó hầu đó nó là đã si rồi. Mà giờ nếu mà làm vậy là bây giờ tính ra là nó đạt rồi đó. Nếu so mà qua một vụ nữa là ok. So với anh làm hóa học thì nó cũng là đạt rồi đúng không? Nó đạt nhiều. Em hỏi tiếp nè. Cái đỉnh cao của cái cây này là hồi năm nào? Đỉnh cao mà anh thu hoạch cao nhất. Cao nhất là hầu lúc nó mới ra tơ thôi. Là một cây được bao nhiêu ký? Cái cây nào đó nó mới nếu nó mới cỡ cái dạng này thì nó cỡ khoảng chừng 5 ký. 5 ký. Vậy bây giờ từ cây suy phục hồi lại thì bây giờ được 5 ký không? Cây này hiện giờ nó cỡ khoảng 10 ký mười mấy ký nè. Ôi trời ơi. Tức là hồi đó cây tơ. Tơ là năm thứ mấy anh? Thì như trái này mình cho là cứ 4 trái 1 ký. Hàng 4 trái 1 ký thì cái này nó cỡ khoảng là 4 mấy 50 trái, 50 trái thì nó khoảng mười mấy ký. Nhưng mà hồi đó em hỏi nè. Cây sầu riêng sung mãn nhất là cây mấy năm tuổi? Là trái cao nhất, anh nói là 5 ký hồi xưa đó. Cái na này. Cái lúc làm nó lên nó trưởng thành rồi thì cái năm đầu tiên là sung lắm. Cái qua đầu sau cái xài cái đầu nó lụng lần. Tức ý mà nè, anh chỉ là như cái cây này là hồi đó mà thời hóa học là 5 ký thì nó khoảng được bao nhiêu năm tuổi thì đạt được 5 ký? Đỉnh nó, cao ấy. Nếu mà đỉnh cao thì cái năm thứ hai là nó đạt rồi. Tức là sau 24 tháng. Đây nè, cái rồi. Rồi sau đó nó suy dần hả anh? Cái đại vậy. Nó ra một cây nó có mấy trái tự động, nếu thả tự động ra vậy đó. Rồi ok, hiểu. Thấy chưa? Rồi. Bây giờ cái vi dáng này cái chính là nói cái gì? Sâu rầy. Rẹp sáp. Anh Âu hồi nãy anh có nói đây. Anh làm với Tuấn 4 tháng. Tại sao hồi xưa không có, bây giờ có? Bây giờ coi lại video cũ nha. Cái này là video cũ của 2019. Bây giờ nói lại nội dung, tại vì nông dân không thể lục lại được. Nhớ một điều, con rẹp sáp làm với Thuận Thiên vẫn phải có, nhưng tỷ lệ dưới 2%. Và sau 3 ngày với điều kiện xài si trên 3 tháng có con kiến bóng, sau 3 ngày tự dọn dẹp sạch. Nhưng tại sao trước kia không có mà bây giờ có? Cái vấn đề là như vậy. Đây, vừa đi vừa nói chuyện. Anh cứ dẫn vừa đi vừa nói chuyện. Như thế này, tôi nói lại. Rẹp sáp chỉ cực kỳ phát triển khi đất chặt và pH thấp. Nhớ là rẹp sáp không thể tự động lên cây, mà rẹp sáp nhờ con kiến na lên. Nhưng nó rẹp sáp là phải đợi nắng gắt kéo dài nhiều ngày. Sau đó có một cây mưa rào hoặc một cây nước tưới thì rẹp sáp bùng phát. Nhớ nha, rẹp sáp anh Âu nhớ nè, nó đợi nắng gắt nhiều ngày, sau đó một cây mưa rào hoặc một cây nước tưới nhẹ thì trứng rẹp sáp mới bùng phát. Chúng ta diệt không có diệt hết. Kiến bóng có, nhưng kiến đen, kiến hôi có hại vẫn phải có. Chứ Thuận Thiên là không có diệt hết, nhưng con có lợi nhiều, con có hại ít. Rồi, đó là về rẹp sáp. Sắp tới nông dân sẽ hỏi tiếp là gì? Anh Tuấn ơi, kiến lửa. Sắp tới sẽ có kiến lửa. Tại sao? Ông trời rất là hay. Sau cái 6 tháng nắng, đất chai cứng. Anh Âu nhớ nè, cái ít bữa hỏi nữa nè. Sau 6 tháng nắng thì đất chai cứng thì bắt đầu có những cây mưa rào thì bắt đầu kiến lửa nó ngồi lên. Con kiến lửa là con hồng không đó. Mọi người cứ nghĩ con kiến lửa là cái con na con đẹp sáp, lại sai tiếp. Chỉ con kiến hôi và con kiến riện thôi. Con rẹp sáp là cái con trung tính, vô thưởng vô phạt, không lợi không hại, nhớ chỗ này. Nên nó ăn cả con đẹp sáp, nhưng nó không phải là lực lượng chủ công giống như con kiến bóng của mình, mà nó đụng gì nó ăn đó, nó đụng gì nó đớp đó, nó là như vậy đó. Nhưng cái chính của con kiến lửa ngôi lên là gì ạ? Làm cho kẻ đất hở ra để cung cấp nhiều oxy. Và khi những cây mưa đầu đạm trong nước mưa rất nhiều thì phải cần trong đất có nhiều oxy để hấp thụ cái lượng đạm này triệt để, nên kiến lửa mới xuất hiện.
làm cho cái đất hở. Nhớ cái này đó. Còn kiến lửa là còn vô thưởng vô phạt, nhớ nha. Rồi tại sao mùa nắng vừa rồi có sâu lông ăn lá và có sâu ăn lá bự bằng ngón tay? Tại sao như vậy? Cái mùa đó là mùa hạn, thì tụi nó đó, nó sẽ xuất hiện ra một số cây để nó ăn cái lá này để giảm thoát hơi nước cho cây trồng, nên nó mới xuất hiện để nó ăn. Hiểu không quý? Đó, đúng. Chúng ta đi diệt nó đi, không đúng đâu. Có một số cây trồng nó phải cần trụi lá, ví dụ cây bơ vừa rồi, nó phải cần mất lá để nó ra bông. Thì song song giai đoạn đó không, thì nó có những con sâu bự bằng ngón tay ăn như tầm ăn lên. Đó. Chúng ta lại đi lặt lá để cho cây ra bông đúng không? Hồi xưa mang cầu lặt lá đúng không? Đúng rồi, sau này, nếu đây là nghịch vụ, thuận vụ, nó sẽ có những con sâu nó phụ với chúng ta, nó ăn cái lá đó, bớt lá đi đó. Nhưng mà nghịch vụ thì nó khác nha. Nên tại sao có rệp sáp trong mùa này nè, có kiến lửa trong mùa này nè, và có sâu ăn lá trong mùa này, thầy phải nhớ. Nói chung là nó đều có lợi nha, nhớ nhớ. Đúng rồi, đúng rồi. Ông trời ông trao cho mỗi con một cái vai trò của nó. Người xấu không có xấu hoàn toàn đâu, tôi nói lại thôi. Người tốt cũng chưa chắc là tốt hoàn toàn. Mỗi người có một cái tốt xấu khác nhau. À, có người rất tốt, có người rất xấu, nhưng có người trung dung, không tốt cũng không xấu. À, nó là như vậy. Người tốt thì hay thiệt hại vì bản thân mình, chịu thiệt về mình. Người xấu thì luôn dành cái lợi cho mình. Còn cái người trung dung là cái người không có liên quan với ai hết. Đó. À, rồi vụ sau vụ này anh này tỉa trái là đúng rồi, vì bộ rễ nó chưa có đủ đâu, nên để trái nhiều bón, nghĩ là tôi có điều kiện tôi bón phân nhiều, tôi có niềm tin về si, không được. Rễ nó chưa có thì làm sao mà để năng suất cao được. Rồi ok, anh có còn nói với bà con về cái điều gì nữa không? Hồi đó anh làm hóa chất anh sợ không? Hóa chất thì nó sợ đủ thứ, lại nó kết hợp rồi nó cứ làm càng ngày cái cây. Anh có sợ cho sức khỏe mình không? Sức khỏe là số 1 rồi, nó không sợ. Nhưng mà không phải nịnh, em gặp anh là 4 tháng, hôm nay anh lên được 1.5 kg, nói phải mập. Khỏe rồi không? Ừ. Phải mập. Lục lại hình cũ coi ông Âu, hồi xưa và bây giờ 4 tháng phải ít nhất là được lên 1.5 kg. Rồi, nông dân bữa nay mãn nhãn về cái video này ha. Nhưng mà nếu hồi đó đó đâu mà anh lui lại thêm một cây đọt nữa đó là okay, phải không? Thì anh phải để năng suất 15 kg là bình thường. Rồi. Nhưng thật sự lúc đó anh Âu cũng nôn, mình nôn nôn với lại mình cũng kiệt kiệt tài chánh, mình cũng chưa có hiểu được. Ông là với lại tài chánh mình tại vì đó. Hỏi không có hỏi quý nói anh cứ canh đúng, cứ anh thấy nó lên ba cây đọt là đó là cái lúc cái đọt trên này mình nó tại vì em là này là tại vì sao tại sao em ai biểu là 36 tháng làm trái phải giữ trái cho dân, là tại vì dân mình là kiệt quệ nên cứu được là không, nó cắn cái nút rồi ok tốt rồi rồi phải để thu, phải cho thu được chưa. Rồi mùa này thì nhớ phun công thức côn trùng tập trung vào trái nhớ, nhưng yên tâm lấy cái dây làm dấu, cắm cái cây cột đỏ đỏ lên có rệp sáp đúng không, và 3 ngày sau chúng ta ra coi có còn hay không. Nếu không còn là lực lượng kiến bóng của mình đã đủ đó. Em nói là 3 tháng nhưng mà có những vùng đất sử dụng nô cát hay gì đó quá độc đi thì nhiều khi phải kéo dài tới 4 tháng mới đủ lực lượng thiên địch. Nên chúng ta không được chủ quan, mùa này mùa rệp sáp, cái cây có cái con rầy rệp sáp, cắm cái cờ đỏ lên, dây đỏ cột phát phới lên, 3 ngày sau ra coi, được chưa? Nếu nó hết rồi thì thôi, mà nếu nó nhăn lên, thì chúng ta dùng công thức côn trùng của Thuận Thiên, tập trung vào trái. 3 lít si, nhớ nha, rệp sáp là sợ si thôi. Thảo mộc là phụ, rệp sáp là phải 3 lít, nhớ, công thức rệp sáp là phải tăng lên 3 lít si, để làm tê liệt hệ thần kinh. Để nó có chất bám dính, nó bịt thở. Có để ý nó là biết sao, xịt nó để ý là cái xi đồ nó bao lại, nó bao không thở được. Tự động nó làm cái kiểu nó lên meo, lên móc cái đồ nó đóng cái móc vô đó lại cái là rồi, nha, mùa này, lưu ý mùa này, nha, rồi.
sao nó còn cái này nữa, nếu làm sao mà cho nó hết từ cái từ này anh tuyệt vời luôn. Từ từ cái này là nhờ nó cả nhờ anh thì từ anh phải làm với Tuấn cái gì cũng phải có dưới 2%. Cái này là vừa mới dựng bệnh thoát ra nên phải chấp nhận nhá. Nhờ nè, nhờ nó cạp nè. Cái này nữa người ta kêu là cái bị sọc ếch là nó thì đó. Nhờ nó cạp nhờ anh là chuyên cạp biểu bì anh. Cái mà nếu mà làm mà nó không có cái dấu này là yên tâm lưới sâu nó là gấp 3 lần hả. Mà nó bị cái này là coi như nó mất giá trị hết. Chuối mà bị sâu vẽ bùa. Đúng rồi cái này nhờ mà do nội sinh kém thì nhờ lưới sâu đâu còn nữa. Như cây tơ bây giờ là không có nè, nhưng mà cây nào rễ kém là vẫn tỷ lệ cao hơn, cây nào rễ sung thì tỷ lệ thấp hơn. Bây giờ nha nhá, làm mình nếu mà cái vụ mà làm ví dụ năng suất có nhưng mà nếu mà yên tâm mà nếu nó có cái này là nó mất giá trị cỡ 20% nhưng mà gấp 2 lần nó giống như sầu riêng. Giai đoạn bắt đầu vừa chuẩn bị nở gai là sâu thì nó là nhện, nên người nông dân phải có nhật ký của mình. Giai đoạn này xiên phun, ai mời đám giỗ đám tiệc gì cũng phải từ chối nó vậy. Rồi được chưa? Rồi ok.